đây những cái phần sọ. Rồi sau khi cải táng thì người ta sẽ để những cái phần sọ lên đây. Và ở đây mọi người có thể thấy không, rất là nhiều phần mộ như thế này. Đây, những cái phần xương khỉu tay khỉu chân nó vẫn còn nằm ở đây rất là nhiều nè. Ồ, ở dưới này nè, nằm trên mặt đất luôn chứ không có chôn vùi ở dưới như mà ở một số cách chôn cất. Một mùi nồng nặc nó bắt đầu hiện lên và có cả những con người mọi người. Và hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái bến tàu để qua một cái đảo. Và cái đảo này dùng để phơi những cái xác người. Sau khi chết thì người ta sẽ phơi ở trên mặt đất. Và nơi đó có một cái cây khá là đặc biệt. Đó là cái cây đó, cái mùi hương của cái cây đó tỏa ra không hôi những cái xác khi mà bị thối rữa. Đây là một trong những cái tập tục khá là kỳ lạ ngay tại đảo Bali thuộc đất nước Indonesia. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng lên tàu theo Bùi Hồ. Buddha. Oh, Buddha. Sam. Buddha. Sam. Buddha. Buddha. Okay. Hindu. Yeah. Hindu. Em chào Hindu. Em Hindu. Em chào Hindu. Này Hindu. Đẹp hơn. I'm Hindu. Not Muslim. Hindu. Và đây là cái khu bến tàu đây mọi người. Bây giờ các anh em cũng đã mua vé xong để đi qua một tham quan một cái hòn đảo mà cho là gùng gợn nhất ngay tại đất nước Indonesia, trên đảo Bali này. Để off máy, có thể tắt máy bây giờ và không nên xem tiếp những cái đoạn phim tiếp theo vì nó mang một cái tính cực kỳ tâm linh luôn. Và đồng hành với mình thì có anh này là một người dân ngay tại đảo Bali, sẽ chở các anh em qua bên kia để khám phá. Okay. So there, yes. You can pay donation there, yeah. PP ini kan. Cuma di kuburan ini kok. For the dead method, my son, dead the guy. Okay. Atau mau coba atau mau coba? Okay. Apa yang ada? Sing Wenten supir. Tính theo tiền Việt là bao nhiêu? Tính. Mình đi là 120.000 đồng. Tiền Indo thì đổi ra tiền Việt mình là sẽ còn nhân 1.5 đi. Là khoảng 1.6 triệu. Thì kiếm con bạn mình đưa kia nó rằng that's the good for translation. Local guys. Local. Local. Ya. Local. Lalu itu using extra for money. Và phía bên kia là một cái núi lửa hình như là vẫn còn đang hoạt động với mọi người. Ở đất nước Indonesia thì rất là nhiều hòn đảo. Tuy nhiên cái hòn đảo mà Bùi Hồ đang chuẩn bị cùng các anh em đi qua bên kia là một cái hòn đảo coi như dùng để chôn những người sau khi mất thôi. Có nghĩa là họ chôn, tập tục chôn, gọi là chôn. Tuy nhiên họ sẽ phơi xác người một cách rất là lộ thiên. Và sau đó thì vài năm sau thì họ sẽ cải táng lại. Và sau đó những phần xương còn lại đó thì họ sẽ để chồng chồng lên. Và bây giờ thì không cần nói nhiều nữa. Mời cô bác quý anh chị sẽ tiếp tục cùng Bùi Hồ đi lên một cái chiếc tàu để qua bên kia ha. Đó là cái chiếc thuyền nữa hả? Cái chiếc thuyền này nhớ một lần mà mấy anh em đi khám phá cá sấu ngay tại châu Phi không? Nó cũng lắc lư theo kiểu này nè. Và các anh em phải lên một cái chiếc thuyền nhỏ như thế này đây. Ủa, ui, 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 ui.
À, thời tiết của Bali bây giờ thì chợt nắng chợt mưa. Sáng nay thì có những cái trận mưa bất chợt. Tuy nhiên thời điểm bây giờ thì nắng nóng. Và cái chiếc thuyền của anh em đi là một cái chiếc thuyền nó khá là cũ. Và mọi người có thể thấy là những cái cơn sóng nó đập vào cái mạn thuyền á, làm cho mình một cái cảm giác gọi là bất an. Và thông qua những cái thước phim thì cô bán quý vị cũng có thể thấy được rằng là nó nghe được những cái tiếng sóng vỗ nè, những cái lắc lư khi mà ảnh mà bụi hồ có thể quay á, đó là những cái tiếng sóng nó đập vào làm cho cái con thuyền nó rung rinh. Và thậm chí là mình đang cầm cái máy quay cũng không yên. Và các anh em phải di chuyển đều những cái thiết bị bảo hộ như thế này. Bên kia là một trong những cái đảo mà các anh em sẽ di chuyển qua đến và chia sẻ những cái thước phim khá là lý thú ngay tại đây cho các anh chị cùng xem ha. Indonesia là một đất nước có tên mệnh danh là một đất nước bán đảo với hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên thì có khoảng 8.000 hòn đảo là có người sinh sống và được đặt tên. Bởi vì có rất là nhiều hòn đảo và bị chia cắt về vị trí địa lý nên ở Indonesia nó rất là đa dạng về văn hóa tín ngưỡng cũng như là tâm linh. Đặc biệt là trước đây thì có một số đảo thì theo đạo Hồi và một số đảo thì theo đạo Hindu, và 90% dân số người dân Indonesia họ sẽ theo đạo Hồi. Và đạo Hồi là một trong những cái quốc đạo của đất nước Indonesia. Đạo Hindu thì phần lớn ở trên đảo Bali như thế này, với hơn 90% người dân là theo đạo Hindu, là thờ các vị thần, trong đó có cả là Phật. Và người dân họ sẽ không ăn thịt. Những người theo đạo Hồi á thì họ sẽ không ăn thịt heo và thịt bò. Tuy nhiên ở đảo Bali Indonesia thì họ sẽ đảo Hindu á thì họ sẽ không ăn thịt bò và sẽ ăn thịt heo. Hình ảnh một đứa bé nó đang ngồi ở trên một cái chiếc xuồng nhìn cũng khá là dễ thương. Đây là cái chiếc thuyền mà các anh em đi qua bên kia đảo gần gần nhất nè mọi người. Và hiện nay thì ở trên cái chiếc thuyền nó còn gần gần hơn. Có nghĩa là nó nứt nè, người ta họ dán keo này thấy không? Ừ. Rồi bây giờ nó sóng nó đánh mạnh qua nó bật lên. Em chỉ một cái chi tiết nữa rồi không? Thằng kia kìa. Nứt hẳn luôn. Nó nứt luôn, có thể là nó nứt ra làm hai luôn không trời. Đó. Đây nè Phong ơi, kìa, mình thấy nó độ an toàn không cao đúng không? Còn đây cảm giác sao rồi? Thôi hả? Nguy hiểm quá. Cái cảm nhận là cảm giác của em đi cái chiếc xuồng, cái thuyền này so với đi ở châu Phi để khám phá đảo cá sấu thì sao không? Thật ra thì ở châu Phi thì cái bờ sông nó nhỏ, còn đây là cái hồ rộng, nó rộng mình ước chừng là rộng ngang ngửa với hồ Dầu Tiếng ở trên Tây Ninh Bình Phước á, nó rộng. Và đây là hồ nước ngọt lớn nhất ở Bali luôn, nó giáp với mấy cái thị trấn lận, cho nên là sóng rất là to và thậm chí là hiện giờ xung quanh ở đây mình xa bờ lắm, cho nên là sự cố gì đó thì bơi vào bờ cũng hơi khó khăn, nhưng mà anh còn cái là có cái áo phao cho nên đỡ lo hơn. Ngoài những cái vết nứt ở dưới cái mạn thuyền đó mọi người, thì đây là những cái coi như là cái chiếc thuyền này nó có thể là sóng mà đập mạnh tí xíu không biết là nó bung bất cứ lúc nào luôn á. Ồ, nguy hiểm quá. Tuy nhiên thì được trang bị áo phao thì một phần nào đó các anh em sẽ đỡ lo hơn. Hiện nay thì cũng đang ở giữa lòng hồ rồi, và ở đằng xa xa kia phía trước là chắc có lẽ là cái nơi mà cái hòn đảo mà các anh em sẽ đặt chân đến đầu tiên để chia sẻ cho cô bác quý chị, nên là tất cả các bạn để được xem thêm một cái nét văn hóa rất là độc đáo ngay tại đảo Bali của Indonesia. Như vậy là Bùi Hồ đã đặt chân đến một trong những cái hòn đảo cực kỳ tâm linh và gồng gợn ngay tại Bali, Indonesia. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị có thể thấy đây là những người dân
họ sinh sống với một cái nghề gọi là đánh bắt cá trên sông. Đối với người dân ở Indonesia, họ cái nghề này là một trong những cái nghề phổ biến của người dân ngay tại nơi này. Và mỗi một người dân như vậy thì họ chèo một cái chiếc thuyền độc mộc, và chúng ta có thể thấy những cái chiếc phao nổi đó, nó đang ở dưới đó là những cái lưới. Và người dân Indonesia họ sống với lại cái nghề là chài lưới và đánh bắt cá trên sông từ rất là nhiều đời rồi. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng bước vào bên trong. Sau khi đặt chân lên hòn đảo được mệnh danh là gùng gợn nhất ngay tại Bali, Indonesia, mà khó có nhiều người đặt chân đến cánh cửa này, thì những người đã mất được những người sống là một cái lệ, là một cái tục lệ để cho những người đã mất theo đạo Hindu. Và để hiểu thêm về điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị tiếp tục vào bên trong để xem ở đây họ sẽ làm những cái tục lễ và những nghi thức gì để cho những người đã mất ha. Và sau đó thì sẽ qua một cái cánh cửa mà nơi gọi là cho nơi phơi xác của những người đã mất. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây theo Bùi Hồ ha. Ở Bali, Indonesia thì cô bác quý anh chị sẽ bắt gặp những cái hình ảnh, những cái cánh cửa nó như thế này. Không biết là để tái hiện được như thế nào nhưng mà nó rất là đặc trưng luôn mọi người. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được hai cái gian mái nhà phía bên trái bên đây và một cái mái nhà phía bên phải ở đây. Chắc có lẽ là họ sẽ làm một cái lễ cầu nguyện nào đó cho những người đã mất được về thiên đàng, được về với lại các vị thần linh đó mọi người. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy được một cái cây cổ thụ khá là to. Một cái cây cổ thụ khá là to bao trùm lên cả một cái khu như thế này. Và nó chia làm 3 tầng. Ở dưới, ở trên và ở trên kia. Giờ mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong với Bùi Hồ để xem những cái vật lễ họ cúng họ còn sót lại của cho những người đã mất ha. 10% là người dân họ theo đạo Hindu nên họ sẽ có những cái lễ cúng rất là kỳ công cho những người đã mất cũng như là các vị thần linh đó mọi người. Và cái không gian này chúng ta thấy cũng khá là rộng luôn. Có một cái cây cổ thụ cực kỳ to bao trùm cả một cái không gian rộng như thế này. Và chắc có lẽ nơi này cũng khá là lâu đời rồi. Một cây cổ thụ không biết là thuộc loại họ cây gì. Đây là giống như những cái dù, cái lọng họ để ở đây. Và có cả những cái vật phẩm nhỏ nhỏ như thế này nè, ở họ cúng á. Đó, sau khi họ cúng thì sẽ bỏ những cái vật phẩm đó ở đây luôn, tại chỗ này. Có một vị thần gì đó ở trên này. Có những cái vật phẩm này là hình như là cũng mới cúng đây. Ở trên này thì chúng ta có thấy có một cái vị thần gì đó. Ở đạo Hindu thì thờ rất là nhiều vị thần. Mà nếu như không phải là người trong mối đạo Hindu thì sẽ không bao giờ hiểu rõ hết những cái phong tục cúng của họ. Và đây là một cái ngôi nhà, cái tháp. Chúng ta coi vậy. Đây là từ loại đá họ sẽ đắp lên thành giống như là một cái chiếc ghế để tượng trưng cho các vị thần sẽ ngồi ở trên này. Và ở trên họ sẽ có một cái cây dù màu trắng và họ sẽ tế lễ và vần ngay tại chỗ này là nơi cao nhất trong cái việc làm nghi thức cúng lễ cho những người đã mất nè. Ở đây thì hướng này tựa vào núi và hướng này thì nhìn ra sông, ra một cái hồ.
một cái cây cổ thụ cực kỳ to, chắc khoảng là 5-6 người gì đó ôm không xuể mọi người. Và hình như ở đây có một cái nhánh cây này nè. Các bạn anh chị thấy nó có cái tàn của cái nhánh của nó, nó che đến cái phần cái cổng vào đó là nó ngưng. Một điều cũng khá là kỳ lạ khi mà một cái cây tự nhiên nó che bóng mát cả một cái khu vườn, cả một cái vùng để mà làm lễ nghi thức lễ để mà cho những người đã mất ha. Những cái tiếng âm thanh của chim kêu và những cái âm thanh xào xạc của những cái tiếng của tiếng bước chân á, nó cho mọi người thấy được cái không khí nó hoang sơ lạnh lẽo. Và bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục qua một cái cổng bên kia, được cho là nơi để mà những cái xác của những người đã mất ha. Như sự chia sẻ thì của một số thông tin ở đây á, thì khi mà đặt chân đến hòn đảo này đó thì tất cả mọi người không được sờ vào cái phần xương sọ ở trong cái nghĩa trang này, và thậm chí là không được đụng vào những cái vật cúng. Và đặc biệt có một cái thông tin là những người phụ nữ khi đến thời kỳ kinh nguyệt á, họ cũng không được vào đây để thể hiện một cái sự linh thiêng, một cái điều gì đó tôn kính những người đã mất. Và bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong với Bùi Hồ để mà tham quan khám phá cái hòn đảo này nha. Và khi mà vừa bước lên đây đó, có một cái cảm giác lành lạnh ở trong cái cơ thể mọi người. Phía xa xa kia, cô bác quý anh chị có thể thấy được rằng đó là những cái phần mộ của những người đã khuất. Họ để lộ thiên như vậy và cắt như là hình của một cái mái nhà vậy á. Ở đây thì toàn bộ lệnh khỉnh những cái phần vật phẩm cúng cho người đã mất, và trên đó có cả những cái bức tranh ảnh của những người đã mất. Ở phía bên phải của cạnh cái gốc cây này là những cái phần sọ người. Đây, những cái phần sọ người. Người ta sau khi phần xác người thối rữa đó thì người ta sẽ cải táng lại và chất những cái phần sọ người lên đây. Ở đây thì mọi người, cô bác quý anh chị có thể thấy được rằng có một cái gốc cây cực kỳ to, và người ta cho rằng cái gốc cây này á, nó tỏ ra một cái mùi hương, và cái mùi hương của cái gốc cây này đó nó làm cho những cái phần xác phân hủy đó, mùi hôi thối đó không còn hôi thối nữa. Tuy nhiên khi mà mới vừa đặt chân vô đây á, một cái cảm giác mùi thối rữa nó vẫn còn thoang thoảng đây ngồi mọi người. Và ở đây rất là nhiều vật phẩm họ cúng, và có cả những cái đồng tiền như thế này nè. Ở cô bác của anh chị không? Những cái vật lễ họ cúng, có cả những đồng tiền, những cái chén. Và người dân ở đây á, thì họ theo đạo Hindu á. Đây những cái vật phẩm họ làm lễ họ cúng, và nó được gãi tràn lan như thế này. Đây là một cái cây mà người ta tin rằng cái cây này nó sẽ tỏ mùi hương, và cái mùi hương của cái cây này đó, nó sẽ lắng át đi cái mùi hôi rữa của những cái phần người đã mất. Cái cây rất là to, một cây cổ thụ này có tuổi đời chắc khoảng hàng trăm năm. Không biết đây là một loại cây gì mà người dân sau khi họ cải táng thì họ để lên những cái phần sọ người, để lên trên đây. Và đây là những cái vật lễ mà người ta đem đến đây để mà người ta cúng thôi mọi người. Rất là nhiều vật phẩm như thế này. Và sau khi cải táng xong thì cô bác quý anh chị có thể thấy được rằng đây là những cái phần đồ của những người đã mất,
người ta để ở đây đó, người ta cải táng không có quần áo và có cả những cái chiếc lược nữa kìa. Một cái cảm giác gồng gợn âm u giữa một cái khu gần của những cái hòn đảo. Thì cũng mong rằng mọi người, cô chú, những ông bà nằm đây cũng sẽ bỏ qua khi mình chia sẻ thước phim này, để mà cho mọi người có thể hiểu thêm về một cái nét văn hóa ngay tại Indo. Và ở đây họ để những cái phần mộ, họ để lộ thiên nằm trên mặt đất luôn, chứ không có chôn vùi ở dưới như mà ở một số cách chôn cất một mùi nồng nặc đó bắt đầu hiện lên, và có cả những con ruồi mọi người. Rất là khó chịu, mùi âm khí á cực kỳ khó chịu luôn mọi người. Mình phải mà buổi hồ phải mang khẩu trang vào, một cái mùi cực kỳ khó chịu. Đây cô bác anh chị, phải mang khẩu trang vào, không mang khẩu trang vào không để nào đến gần những cái khu mộ như thế này. Những cái tiếng chim hú á, nó cũng làm cho mình có phần nào đó tâm linh nào. Đây những cái phần sọ, người sau khi cải táng thì người ta sẽ để những cái phần sọ lên đây. Và đặc biệt là khi đến đây thì nói chuyện cũng rất là nhỏ. Và theo sự chia sẻ của một số người á, những cái phần mộ này đó thì có những phần mộ là người lớn nè, và có những phần mộ là trẻ em, và có nhưng mà những người đó phải chết một cách lành lặn và cơ thể không có một cái khiếm khuyết nào. Tuy nhiên có những cái phần mộ là sau khi sanh ra họ lại có một cái phần nào đó khiếm khuyết trong cơ thể á mọi người đó. Thì sẽ chôn riêng, và ở đây mọi người có thể thấy không, rất là nhiều phần mộ như thế này. Và thậm chí sau khi cải táng đây là cái phần xương người đây, những cái phần xương khỉu tay khỉu chân á, nó vẫn còn nằm ở đây rất là nhiều nè. Ồ, ở dưới này nè, những cái phần xương nó vẫn còn nằm ở đây và rất là nhiều. Mình cứ nghĩ, lúc nãy cứ nghĩ ở đây là chỉ phần quần áo những người đã mất thôi, nhưng mà có cả những cái phần xương người nó vẫn chưa được thối rửa hết, nó vẫn còn dính cái phần quần áo ở trong kia kìa. Và chỉ cái phần sọ là họ sẽ để ở trên cái khu vực này thôi. Trời cũng đã bắt đầu mưa và một cái không khí âm u lạnh lẽo nó lại bao trùm lên cả một cái khu đảo vắng như thế này. Thì chia sẻ cho mọi người biết luôn về một cái tập tục khá là lạ như thế này. Bùi hồ sẽ không lại phần gần quay những cái phần mộ của những người đã mất như thế này, để thể hiện một cái sự tôn kính đối với họ. Và cô bác quý anh chị có thể thấy, và người ta để lên trên và người ta cắt hai những cái đốt tre đó, người ta chẻ và người ta đan xen với nhau. Mọi người có thể thấy rõ đúng không? Và đây là một cái nghĩa trang phải nói là cực kỳ gùng gợn đúng không? Và những cái phần ở bên đây nè cô bác anh chị, là những cái phần gọi là xương người á còn nằm ở đây. Đây là phần xác sau khi họ chôn chờ cải táng.
Và sau khi cải táng thì phần sổ họ sẽ được chắc ở đây. Và chắc có lẽ là người dân họ tin tưởng rằng sau khi chôn cất ở đây thì họ sẽ nhận được sự linh thiêng từ cái cây như thế này, hoặc là những cái nơi an nghỉ mà nó vắng như thế này, để mọi người có thể an nghỉ về cõi vĩnh hằng ha. Một không khí gồm gần âm u đang bao trùm. Có một điều khá là lạ là ngay tại góc đó đó thì có một cái cảm giác nồng nặc mùi tử khí nó bốc lên. Tuy nhiên thì khi lại ở cái khu vực này đó thì cái mùi không biết là có phải là cái mùi của cái cây này nó tỏ ra để nó lắng áp cái mùi tử khí hay không. Nhưng mà ở đây thì cái cảm giác nó sẽ nhẹ nhàng hơn đựng cái mùi bốc ra đằng kia. Và mọi người, cô bác anh chị có thể thấy là những trong cái phần mà hốc mắt của những cái phần sọ người đó, họ có để cả những cái đồng tiền lên trên kia kìa. Và một vài cái thì có xương của khỉu tai. Mỗi văn hóa, mỗi một quốc gia, mỗi một vùng miền nó sẽ khác nhau. Và hôm nay thì Bùi Hồ mình có dịp đến đây á, chia sẻ cho mọi người biết được một cái văn hóa tục lệ chôn cất của những người đã mất ngay tại đất nước Indonesia này. Nó giúp cho mọi người hiểu thêm một cái nét gì đó nó rất là tâm linh, đúng không? Và cái cảm giác bây giờ thì nó không có nồng nặc giống như là ở dưới cái góc kia mọi người. Mình sẽ bước ra mọi người.